một con đường về nhà, vẫn có con đường cũ quen thuộc. Một tiệm sách cũ, một khu thu mua phế liệu và đồ đồng nát. Một dãy nhà đã không còn mới mẻ gì, màu sắc thể hiện cho tàn lâu năm bị gió vất từng đợt ngã màu u ám, có phần kinh dị. Và một tiệm bán thú cưng, một cảm giác mãnh liệt thôi lúc tôi dừng chân trước cửa tiệm thú cưng. Bởi vì tôi chưa bao giờ có một cái nhìn về cửa tiệm đã rất nhiều lần tôi ghé qua tiệm sách cũ kỹ, và mỗi lần bước ra lại một chồng sách mới ngang ngửa tầm nhìn. Và hiện tại căn phòng bé nhỏ của tôi đã tràn ngập sách cũ lẫn sách mới lúc nhúc. Những chỗ hốc tầm nhìn tôi một cách chật vật. Và hiện tại căn phòng bé nhỏ của tôi đã tràn ngập sách cũ lẫn sách mới lúc nhúc trong chỗ hốc hẹm. Cũng đã rất nhiều lần tôi có vô số cuộc trò chuyện với cô chú phế liệu và đồng nát, và đã thuộc nằm trong cái kiến trúc của dãy nhà cổ. Thế nhưng tôi chẳng bao giờ bước chân vào tiệm thú cưng, bởi vì tôi không có nhu cầu nuôi thêm một người bạn mới nào nữa. Nhưng không hiểu sao ngày hôm đó có một cảm giác mãnh liệt thôi thúc tôi dừng chân trước cửa tiệm. Một đi vô thức vào tiệm thú cưng, bước chân của tôi ngoằn ngoèo trong ngôi tiệm cũ. Tôi không biết mình muốn gì ở đây. Đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại nơi góc cuối, tim tôi đập thình thịch, bước chân rảo nhanh hơn. Một nhúng lông màu trắng có hình trái tim trên trán, đôi mắt to tròn, ngờ ngạt ngập nước, bộ lông màu cà phê sữa hơi xắn tít ở cổ. Đó là hình ảnh lúc bé của chân ngắn. Tôi không tìm được xúc động rưng rưng đôi mắt. Hàng ngàn câu mệnh lệnh trong đầu tôi ra lệnh phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng đôi bàn chân tôi không cách nào chịu nghe lời. Từng mạch máu ẩn hiện liên hồi, từng dòng máu sôi cuồn cuộn trong cơ thể, trái tim dâng lên một cảm xúc bồi hồi dẫn lối trở về tuổi ấu thơ. Chỉ trong phút chốc, một buổi chiều thu tà trên con đường nhỏ quen thuộc, tôi ngắm nhìn chiếc lá đỏ ói đung đưa theo cơn gió nhẹ và đậu trên đầu chú cuốn nhỏ. Chú ta được tôi bế trên tay lắc, lắc cái đầu nhỏ. Chiếc lá bàng đỏ âu chầm chậm chầm rơi. Chú ta hiếu kỳ chun chun cái mỏ xinh xinh nghịch với chiếc lá. Tôi ngẩn cười. Đó là khoảnh thời gian khi chân ngắn, 5, 6 tháng tuổi, độ tuổi tôi hiếu động của một chú chó. Tôi của cô bé 10 mấy tuổi đáng yêu. Vào những buổi sáng tinh mơ, khi ông mặt trời đang dần nhú ngoài biển cả, những chú gà trong vườn khi nhây nháy ò ó o cũng là lúc chân ngắn được sự cho phép của bố mẹ tôi chạy ào vào nhà khi sắc trời tờ mờ của 5 giờ sáng. Sự vui mừng của chân ngắn sau một đêm không gặp cứ ngỡ của một tháng đã làm tôi ăn một cú hích 1 mét phóng ngay thẳng trên mặt và một trận hôn hích đáng nhớ đầy nước giải. Lại có những lần tôi phớt lờ trò đùa của chân ngắn, chú ta dí mũi dò xét trên tóc tôi cứ như ngửi xem
có gội đầu không rồi hai chân trước cào cào vào đầu tôi. Tôi vẫn phớt lờ, cứ xem như đang mát xa ngoài tiệm. Chú ta dừng lại một chút, rồi vòng lại nằm trên cánh tay của tôi ấm áp mùi thơm của dầu gội hoa hồng đang giật. Tôi ôm ấp trong vòng tay, tôi mỉm cười siết chặt. Hễ là cả hai tiếp tục ngủ khi trời sáng, tôi quay trở lại hiện tại, thoát ra khỏi hồi ký ức đẹp ấy, nhắc nhở bản thân đây không là chân ngắn. Nếu người tôi yêu nhất trên đời yêu tôi vì chỉ quá giống người khác, không chỉ vì đau lòng tột cùng mà chính là phản bội. Tôi không muốn làm một kẻ phản bội đâu. Điều đầu sai sau khi trở về căn hộ nhỏ của mình là tôi đặt chú cuốn lên bàn. Tôi ngồi trên ghế chống càm, nhìn chú ta một lúc thật lâu. Chú ta cũng ngồi bất động, cũng nhìn tôi chớp chớp. Sau đó đôi mắt to tròn ấy lại len lén biết nhìn xung quanh rồi nhìn tôi. Hai chân trước duỗi ra, nằm dài xuống một cách hồi hộp nín thở. Tôi vò đầu bứt tai, ngồi cả buổi trời chẳng nghĩ ra được một cái tên hay ho nào. Tôi đứng dậy quyết định bữa nấu tối, mà quên mất điều gì đó. Mãi đến khi tôi quay lưng lại, áo tập dè ra, đã mất chú cuộn là mình lại, vẫn nằm trên bàn ngủ một cách ngon lành. Tôi không biết đó là phải thói quen chân ngắn hay không, mà mỗi lần tôi đi đâu hay tìm làm gì được mà cũng phải giúp được ít chỉ vì ngủ. Nhưng tôi lại thích cái tính lẻo đẻo đằng ấy. Khi còn bé, mỗi mùa hè tôi đều chơi bắn bi đánh bài với các bài trong xóm, hiển nhiên cùng đều chân ngắn. Tôi chơi ở mảnh đất trước sân nhà hàng xóm thì chân ngắn nằm dưới gốc cây cách đó mấy bước chân chỉ để ngủ. Mấy thằng nhóc bảo tôi đuổi nó về vì chiếm chỗ chơi. Tôi năn nỉ mãi mới xin được một chỗ cho nó nằm. Đúng là làm cho mất mặt với bạn bè. Tết đến, gia đình tôi xuyên quanh quần đổ bánh làm mứt bên nhà ngoại. Điều chẳng có gì đáng nói khi mọi người tất bật công việc thì một ai đó gần đấy cùng mình đấy nhẹ nhẹ. Mẹ tôi năn nỉ bảo về trong nhà mà nó chẳng thèm nhúc nhích, nằm một đống thù lù. Vậy mà tôi đứng dậy về nhà cái mũ vành. Chú ta bật dậy, lạch bạch theo sau tôi. Giọng của mẹ tôi vọng lại đằng sau một cách châm biếm, đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo chẳng giúp ích được gì. Chân ngắn làm tôi mất mặt chẳng còn gì, thêm một lần nữa cũng chẳng hề gì, và còn rất nhiều lần nữa. Xem tivi thì chú ta nằm ngay trước chân ghế, đi ngủ thì nằm cuối gầm giường, ăn cơm nằm chừng mực kế bên, đi mua đường cho mẹ cũng ì ạch theo sau giữa trời nắng độ. Tiếng đồng hồ, tiếng báo thức khi con khỉ con vang lên, tôi giật mình. Tôi lại thế nữa rồi. Chú cúng trên bàn cũng bị tiếng chuông làm tỉnh giấc. Bị nhìn nó chồng chọc, tôi chột dạ liền hét lớn với nó: từ giờ chị sẽ gọi mày là bông gòn, nhớ đấy. Nói rồi tôi sập cửa lại, đi tắm bỏ lại dáng vẻ đơn độc của bông gòn trên bàn. Sáng hôm sau, tôi ra chợ rần đấy mua một ít đồ ăn sáng và cháo lòng.
Trở về nhà với một cây bông hồng quen thuộc tôi cắm trong một cái lọ sứ cổ cao. Vẫn có nụ hôn thường ngày trên tấm ảnh. Tôi đổ cháo ra tô cho bông gòn ăn trước. Tôi ngồi trầm hõm trước nền nhà chăm chú nhìn bông gòn ăn như một thói quen trong vô thức. Cũng trong giây phút vô thức ấy, tôi không kìm được những ký ức ùa về. Tôi thường ngắm nhìn các hoạt động thường ngày của chân ngắn và bắt chước được hai hành động mà tôi là thú vị đó. Là cách ăn hắt xì cái đầu một cái mỗi khi hứa mũi. Hở mạnh một hơi thật dài phát ra một tiếng động vô cùng dễ thương. Tôi xúc động ngồi lên ghế ăn cơm tấm của mình. Tôi ăn hết thịt, đến trứng hấp, dưa, cà chua, sau cùng là cơm, tôi lại rơi nước mắt. Đó là cách ăn của chân ngắn tôi đã học được, và nó đã trở lại thành một khối trong cuộc sống tôi. Tôi không nên được sự xúc động, vội vàng đi làm ngay. Tôi đóng cửa thật mạnh, chẳng quan tâm chuyện đằng sau cánh cửa. Chắc bông gòn rất buồn khi có một người chủ nhân như tôi. Cả ngày hôm đó tôi trốn tránh bông gòn bằng cách sau giờ tan làm tôi uống bia ở một quán vỉa hè và trở về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi nằm vật vã ra ghế sofa, những hình ảnh một cô gái ngồi ở bên xe đợi chờ lòe nhòe trong đầu tôi biến mất. Bờ sông lấp lánh những tia ánh sáng của cái nắng chói chang. Tôi cố gắng nhớ rõ là gì, thì một vật gì đó mềm mại ấm áp tròn xinh dụi dụi vào tai tôi. Tôi thoải mái ôm vào lòng chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau tỉnh giấc, đầu nhức không chịu được, thân thể gã gời, tôi ngồi dậy. Một cái mền ấm áp trượt xuống sàn, tôi lượm lên thế là cứ tối hôm qua ôm bông gòn ngủ, ra là cái mền. Tôi gãi đầu, chân mò mẫm tìm dép thì đụng ngay phải cái gì tơi tơi mềm mềm. Tôi nhìn sang, bông gòn cuộn tròn mình trong hông sofa, đuôi vẫy vẫy, đôi mắt lo lắng nhức nhìn tôi. Tôi sực nhớ từ hôm qua tới giờ tôi chưa cho bông gòn ăn, chắc đói meo rồi đây. Tôi vội vã đi mua đồ ăn cho bông gòn. Kể từ khi có bông gòn, cuộc sống vốn dĩ một mình trước đây đã không còn. Tôi có thêm một người bạn để lo lắng, và quỹ đạo cuộc sống trước đây cũng thay đổi. Về nhà đúng giờ hơn, thường xuyên nấu ăn và chơi đùa bông gòn nhiều hơn. Duy có một điều lạ là tôi trở nên thèm bia, say vào mỗi tối nhiều hơn. Điều mà trước kia rất ít xảy ra, tôi lờ mờ nhận ra mỗi lần say khoảng thời gian tôi về thời thơ ấu, chân thật hơn. Tối hôm đó tròn một tháng, tôi kể cuộc gặp gỡ định mệnh giữa tôi và bông gòn. Tôi trở lại về nhà trong tình trạng say cướp, những lần này có chút khó chịu trong người. Cơ thể tôi nóng ran, mũi nghẹt, không thở được. Tôi cảm thấy bất lực, mò mẫm xung quanh tóm được cái gối nhỏ, chìm vào trong vô thức. Một giấc mộng hư vô đưa tôi trở ngược về thời gian. Chân ngắn sắp mất rồi, muốn nhìn một lần cuốn thì trở về đi. Đó là lời thông báo của chị tôi trong một đêm lạnh giá Sài Gòn. Năm thứ ba cao đẳng tôi đang học cũng là chân ngắn 10 tuổi.
Tôi quen biết em kể từ khi tôi còn là một cô bé lên 10. Thời gian của 10 năm trôi qua, tôi vẫn cứ là một thiếu nữ đầy nhiệt huyết đam mê. Còn em đã là một con chó già không thể cùng tôi chạy nhảy vui đùa như thời còn bé nữa. Tôi lớn lên, em già đi, cũng đồng nghĩa về việc thời gian bên nhau tôi, giữa em và tôi không còn nhiều. Vì thế tôi nghe tin tôi tức tốc chạy thật nhanh ra bến xe, bắt chuyến xe sớm nhất, chỉ sợ không được gặp mặt em lần cuối. Tôi chút rút ngồi ở ghế đợi, giữa dòng người vội vã, gió thổi vù vù, nước mắt tôi lăn dài trên má. Lúc tôi có mình chiếc lên ghế, một tin nhắn trên chiếc điện thoại chân ngắn đã vẽ đừng về. Không biết lúc đó trăm tạng cho như thế nào, trở về bằng cách nào. Bởi vì ngày mai tôi có một bài kiểm tra cuối kỳ, ít ra tôi biết được em đã an toàn. Nhưng chỉ 5 ngày sau, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại của mẹ tôi. Chân ngắn mất tích rồi. Người ta bảo mỗi con chó chỉ được có số phận sắp đi của mình thường, sẽ bỏ chủ mà đi vì không muốn để chủ nhân phải thương tiếc. Tôi đã chấp nhận từ bỏ chân ngắn mà không một lần tìm kiếm. Ngày hôm đó tôi khóc rất nhiều, khóc tức tưởi vì đau lòng. Tôi đã mua hoa hồng về, ngửi mùi hương của hoa để nhớ về em. Một tháng sau, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ người bạn thân. Tao thấy con chân ngắn lang thang khu bụi bên mé sông. Sáng hôm sau tôi có mặt tại nhà, trước sự ngạc nhiên của ba mẹ, bởi họ nghĩ tôi muốn tạo bất ngờ cho họ. Trước khi đến nhà, tôi đã đến ngôi nhà bên mé sông hỏi một con chó xuất hiện gần đây. Họ bảo nó thường xuyên xuất hiện vào buổi trưa khi kiếm ăn quanh đây. Nó rất ốm, hung dữ như chó hoang, đúng như lời dặn. Và giữa trưa tôi xuất hiện tại ngôi nhà duy nhất gần khu bụi bên mé sông. Một tiếng trôi qua, tôi bắt đầu nghĩ mông lung, nhìn về bờ sông phía xa xăm. Ngày mai tôi phải trở về Sài Gòn, lịch thi dày đặc. Nếu hôm nay không tìm được em, tôi phải làm thế nào đây? Rồi một mớ suy nghĩ hỗn độn kéo đến. Suốt bao lâu nay tôi quan tâm chân ngắn như một vật báo, chưa bao giờ rời xa khỏi nhà quá lâu. Mỗi bữa ăn, chỗ ngủ đều được chăm sóc kỹ càng. Khi ở phương xa, chỉ cần nghĩ rằng em vẫn an toàn, tôi vô cùng an lòng. Ấy vậy mà cả tháng nay, em ăn ở đâu, ngủ ở đâu bị người ta xua đuổi. Càng nghĩ nước mắt tôi lại rơi. Tôi chính là đau lòng. Một vật mà tôi trân quý sẽ sống làm sao khi không có mái nhà của tôi che chở. Trên dòng sông chảy, tiếng cano chạy, tiếng ghe thuyền vận hành, tiếng gì gì của những người đánh cá vẫn không làm tôi khôn nguôi nỗi nhớ em. Một vật gì đó lướt qua, tôi quệt nước mắt, quay đầu lại. Khoảnh khắc tôi gặp lại em chính là không tin. Tôi hét thật to gọi tên em chân ngắn. Nghe tiếng gọi quen thuộc, em chạy ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Tôi khóc nức nở gọi tên em một lần nữa. Em vẫn cứ đứng đó trong một sự nghi hoặc. Tôi mặc kệ, lần đầu tiên trong 10 năm qua tôi gọi tên em. Em không chạy về phía tôi mà tội về phía ôm em thật chặt trong vòng tay, bởi vì mắt em không còn nhìn được nữa. Tôi đau
trong vòng tay và thì thầm về nhà thôi nào. Tôi mở mắt ra thấy trần nhà trắng tinh, một vài thân hình áo trắng lượn lờ qua lại. Tôi nheo mắt lắng nghe mới biết ra là tôi đang ở bệnh viện. Tôi còn thấy cả chị hàng xóm đang nắm tay tôi. Chị nói với tôi đêm qua bị sốt đến ngất xỉu trong tình trạng say xỉn. Chính Mông Gòn đã chạy qua ra ấm rượu để cứu tôi. Tôi đã cảm ơn chị rối rít đã đưa tôi vào bệnh viện. Và chiều hôm đó, khi đã khỏe nhiều, chị trở về nhà để lo chuyện chồng con. Khi còn lại một mình, tôi tiếp tục với những suy nghĩ phụng phật của mình. Tôi bế Bông Gòn lên chân mình thở dài. Cứ mỗi lần nhìn vào mặt em, tôi lại nhớ về ký ức cũ, hồi tưởng những kỷ niệm đã qua với chân ngắn. Là đôi ích kỷ xem em là chân ngắn, mục đích tôi yêu thương em chỉ là em quá giống với chân ngắn. Thật là bất công với em phải không? Ngày tôi bế em bước lên tàu, tôi không xác định rõ tôi làm như thế nào đúng không. Tôi sẽ đưa Bông Gòn về quê, về nơi bố mẹ tôi đang sinh sống. Ở đó không chỉ trong lành, con người hiền hòa, mối sống tốt hơn nữa, không xem em là một vật thế gian. Bông Gòn nằm trên đùi tôi, mắt lim dim. Bàn tay tôi vuốt ve một bộ lông mềm mại nhìn cảnh vật trước mắt. Một điều tôi không thể bỏ lỡ trên con đường về nhà đó là những khu vườn thăng long lung linh. Ánh đèn điện giữa màn đêm phi phắng, tiếng ù ù của tàu, tiếng ngáy lý nhí của Bông Gòn, màn đêm như một trang trại reo vui ngoài kia làm tôi nóng nóng muốn gặp lại bố mẹ và cả mối tình ngây dại của tuổi 20. Bước xuống con tàu ánh sáng tràn ngập con đường xanh ngát trở về nhà, tôi đói bụng xuyên qua rừng rậm, băng qua làng xóm, người chăm đến thị trấn Liên Hương. Tôi ghé vào một tiệm ăn, tôi đặt Bông Gòn ngồi đối diện, bóc vỏ tôm cho Bông Gòn. Sau đó tôi gấp một miếng ba chỉ nướng kim châm cho vào miệng, ngon hơn tôi tưởng tượng. Cậu vẫn như ngày nào, xem chó con là cả cuộc sống của mình. Giọng nói phần mỉa mai, châm biếm có chút quen thuộc của ngày nào đó tôi ngẩng mặt lên. Những hình ảnh âu yếm, đầm thắm của tuổi trẻ vụt lên vụt đi nhanh chóng trong đầu tôi. Không ngờ ngày đầu tiên trở về đã gặp được cậu ấy. Tôi đứng dậy định bước đến cậu ấy thì anh đi thôi, em không muốn ngày thử váy cưới bị trễ đâu. Tôi ngẩng người lại sững sờ nhìn vào cô gái trẻ chạy đến nắm lấy tay anh. Trong thoáng chốc tôi cảm thấy mình may mắn vì chưa có hành động thất thố nào. Tôi chuyển tầm nhìn sang mắt anh. Anh cũng nhìn tôi nhưng không phải cái nhìn si mê của tuổi 20 và cái nhìn hãnh nhiên của hiện tại. Cũng phải đã 10 năm trôi qua, ai không còn mình của ngày hôm trước. Ngày hôm qua, anh đuổi theo tôi chạy theo đam mê của tuổi trẻ. Giữa đường, thấp thoáng hình bóng của anh. Đâu có tôi nhớ về anh như tôi chưa bao giờ mảnh lại vì tôi chắc rằng mình đã đúng. Ngày hôm nay tôi muốn đuổi theo anh, có lẽ anh sẽ không dừng lại, huống chi là quay đầu. Anh giới thiệu cô vợ sắp cưới với tôi. Tôi nhìn cô gái trẻ trước mắt. Chẳng phải tôi đã đoán trước được sẽ có một ngày anh kết hôn với cô gái khác và tôi sẽ đến dự đám cưới của anh. Ai có thể vì ai mà chờ đợi 10 năm để đổi lấy mối tình mộng mơ vượt thời gian. Chúng tôi tạm biệt nhau. Từ đằng sau tôi nhìn thấy đôi tay họ
quyện chặt vào nhau, thầm chúc phúc cho họ mãi mãi bền lâu. Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc đem mong gòn trở về bố mẹ. Trước khi đi, tôi hôn lên trán mông gòn lưu luyến. Nó sẽ có một tình yêu mới nơi tôi sinh ra. Còn tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm một tình yêu của riêng mình.